Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube Tony Tool, chuyên mua bán đồ nghề bãi Nhật, Mỹ, Đức vân vân. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 4. Em lên clip số 164 ha. Thì hôm nay clip nó hơi đặc biệt chút xíu nha anh em. Do hàng bãi nó bị cấm công ha. Bây giờ cái đồ nghề nó bị ít không có hàng ha. Cho nên em hôm nay em lên clip đặc biệt chút xíu, em lên full snap nha. Thì chỉ có một mã duy nhất là mã 22 á, là không phải của Snap-on ha. Nhưng mà em chèn vào để em có đồ thêm để em giới thiệu cho anh em ha. Thì hôm nay gồm có tổng tất cả là 22 mã nha anh em. Thì em sale toàn bộ 5% trừ 4 mã ha. 4 mã đó là mã số 19, 20, 21 và số 22. 4 mã này em không có sale nha. Đó, giá như sau thì em bán vậy ha. Còn lại tất cả là từ 1 cho đến mã số 18 là em sale 5% nha. Thì giá em báo trên clip á, là giá chưa gồm sale nha anh em, chưa giảm ha, giá chưa giảm. Cho nên là anh em nào chốt món hàng nào á, thì em sẽ lấy máy tính trừ ra 5% cho anh em nha. Rồi, giới thiệu hôm nay em 22 mã thì trong đó có là 2 set clay ha, 2 set khẩu 1/2, một bộ vít. Cần 3/8, 1/2, 1/4, kìm điện, kìm mỏ nhọn và vít ha anh em. Để anh em liên hệ mua hàng, xin vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0937009112 hoặc liên hệ cho em qua Facebook Tony Nguyễn ha. Số điện thoại cũng có Zalo. Anh em cần trao đổi bất cứ món hàng nào ha, liên hệ qua số Zalo 0937009112 giúp em nha. Anh em có thể nhắn tin trực tiếp hoặc là anh em có thể coi video trực tiếp cũng được ha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Thì giá hôm nay giá thấp nhất là 400 nha anh em, 400k là thấp nhất nha. Và giá mà cao nhất là 15 triệu nha. Đó, thì em cũng giới thiệu sơ lược về các mặt hàng của Snap-on trước tiên ha. Thì Snap-on là một cái hãng tool cao cấp nhất của Mỹ ha, một hãng tool cao cấp số 1 của Mỹ nha, được thành lập vào năm 1920 nha anh em. Thì tuổi đời của hãng Snap-on là hơn 100 năm rồi ha, chuyên sản xuất các dụng cụ cầm tay cao cấp nha. Thì hôm nay các mặt hàng giá trị nó khá là cao, thì anh em cũng cân nhắc cái kinh tế của mình ha. Hoặc anh em có thể xem vui trong cái phần video của em ngày hôm nay ha. Rồi, sau đây em giới thiệu cho anh em mã số 1 nha. Mã 1 là một set cờ lê từ số 7 cho đến số 19 nha. Đây, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Bộ này là bộ xài lướt ha, xài lướt. Đây, số 7 là đầu tiên nè. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và số 19 trên cùng nha. Đó, bộ này rất là đẹp nha anh em. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em xem từng cây nha. Đây là cây số 7. Đó, Snap-on. Mã của cái bộ này là OSHM70B. 70B số 7 là số của cây cờ lê nha anh em. Còn cái mã phía sau nữa ha, đó, chữ USA nè. Và cái đầu trồng của nó là đầu trồng 6 cạnh nha. Và em cũng nói rõ luôn là cái bộ này của hãng Snap-on họ đã ngưng sản xuất rồi nha anh em. Bộ này ngưng sản xuất rồi nha. Đó, cho nên là anh em sưu tầm bộ này là hết bài luôn ha. Giống như là phiên bản giới hạn ha. Đấy. Rồi, cây tiếp theo là cây số 8 nè. Đó, anh em thấy được cái độ bóng và cái độ sáng của bộ cờ lê ha. À, mã của nó nè ha. Giữa tay. Số 80mm nha. Đầu trồng 6 cạnh toàn bộ nha anh em. Bộ này là bộ cùng một set, cùng một mã nha. Rồi, cây thứ 3 là cây số 9 ha. Và em cũng nói thêm á, là đồ của Snap-on á, là cần khẩu với lại cờ lê gì đó là chế độ bảo hành trọn đời nha anh em. Bảo hành trọn đời cái này đẹp như mới luôn nha anh em. Miệng vòng là không có răng nha. Loại có răng á, giá nó sẽ cao hơn ha. Còn bộ này là không có răng ha. Và đây nó thiết kế có một cái góc nghiêng là 15 độ ha, giúp cho anh em thao tác mở nó có thế hơn ha. Đó, số 9 này đẹp như mới chưa xài luôn nè.
Rồi cây thứ 10. Cây số 10. Đó, anh em đánh giá bộ cờ lê ha. Rất là đẹp nha anh em. Anh em xài gãy làm đôi ha. Gãy làm đôi á thì anh em đưa lại hai cái phần đó cho em ha. Em sẽ gửi về Mỹ ha. Mỹ nó sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề bảo hành cho anh em nha. Đó, em thì chỉ đứng trung gian ở chính giữa và em gửi đi gửi về cho anh em ha. Đó, đây cây số 11 nè. Rất là đẹp nha anh em. Nguyên một set luôn. Thôi em giới thiệu sơ cho anh em thôi nha. Bộ này nó là bộ xài lướt nha. Để tránh mất thời gian của anh em qua những cái bộ sản phẩm khác ha. Đó. 7, 9, 10, 11 đến 19 nha. Đây, cái khay này là đi kèm với chạy bộ cờ lê luôn nha anh em. Khay chuẩn của nó ha. Đó, gồm có tất cả là 3, 6, 9, 13 cây nha anh em. Đó, 12, 13 cây ha. Tất cả đều 6 cạnh. Ở Việt Nam này em cam đoan với anh em là rất ít anh em sử dụng sở hữu được cái bộ mà vòng miệng mà vòng mà 6 cạnh như thế này nha. Bộ này cực kỳ hiếm nha anh em. Do hãng Snap-on đã ngừng sản xuất rồi ha. Đấy. Rồi mã số 1 nha. Anh em lưu ý em nhắc lại nha. Giá trên sản phẩm là giá chưa sale 5% nha. Đó. Mã số 1. Bộ này em để giá là 9 triệu 7 nha anh em. 9 triệu 7. Cái trên từng sản phẩm của hãng Snap đều có mã nha. Và em luôn luôn em đọc mã cho anh em. Thì anh em lưu ý là nhằm mà anh em mà tưởng là em để giá không đúng hay là như thế nào ha. Anh em vui lòng tra Google nha. Anh em Google thêm để tìm hiểu cái giá trị của cái sản phẩm Snap-on này. Nó có đúng là như vậy hay không ha. Rồi em lên mã số 2 nha. Mã số 2 là có hai cái túi nha anh em. Thì hai cái túi như thế em bán sẽ là bán hai túi luôn nha. Vì hai cái túi này set của nó sắp xếp nó khác biệt. Cho nên là chỉ bán hai set thôi nha anh em. Cho nên là xé lẻ thì nó cũng khó cho anh em nha. Còn em thì dễ lắm nha. Anh em thì nó hơi khó ha. Đó. Một túi như thế này sẽ gồm có là 5 cây cờ lê. Thì thôi em để giới thiệu trên mã trên này luôn đi ha. Đây. Bộ này là bộ xây dài. Nó có cái độ thẳng không độ ha. Xây dài không độ. Rồi. Cái túi đầu tiên này á gồm có 5 cây, số 11, 13. Xin lỗi, 11, 12, 14, 16 và số 18 nha. Đó do đây, mã của nó nè. XDL RM11. M11 là số 11 là số 11 của cây cờ lê nha anh em. Đây, đầu trồng này là trồng 12 cạnh ha. Góc thẳng không độ nha. Còn đầu này là đầu tự động nha anh em. Còn rất mới. Anh em lấy cái khăn anh em vuốt một phát một thôi là nó bóng lưỡng luôn nha. Nó xì mạ nó rất dễ bị dính dấu tay ha. Đó anh em nhìn cây cờ lê số 11 như mới luôn nha. Như mới luôn. Đây có cái vết ố nhẹ nè. Anh em lấy cái khăn vuốt một cái thôi là mất liền ha. Đấy thấy chưa. Đó. Rồi em đo từng cây cho anh em xem nha. Bộ này là bộ xây dài nha anh em. Cây 11 này dài đến 27cm lận nha. Thì càng dài ha. Thì lực siết mở của nó càng lớn nha anh em. Đầu tự động ha. Đó thì hoạt động hai chiều anh em sẽ lật qua lật lại để anh em siết mở ha. Siết mở. Số 11. Rồi cây thứ hai nè. Cây thứ hai là cây số 12 ly. Đó, Snap-on USA ha. Mã là XDLR M12 ha. 12 là số của cây cờ lê nha. Đó. Bộ này là rất đẹp nha anh em. Cái bộ này nè. Đó, đây. Anh em chỉ cần lấy cái khăn ha, anh em vuốt một cái ha là nó bóng ha. Đây. Đó. Rồi cây số 12 ly này. Dài 28 nha. 28. Đầu tự động là hoạt động ok nha. Anh em lưu ý ha, cờ lê hay khẩu gì đó là có chế độ bảo hành nha anh em.
cho nên anh em hoàn toàn yên tâm nha. Hư hay lỗi gì đó là đều đổi trả cho anh em ha, đổi mới cho anh em yên tâm nha. Rồi cây thứ ba là cây số 14 ly. Đó, số 14 ly ha. Đó. Nó bóng như thế này thì anh em đánh giá xem bộ này nó như mới luôn ha. Như mới chưa xài luôn. Đó, mã của nó nè. Bóng cực kỳ bóng luôn ha. Đó. Rồi cây 14 này. Dài là 33,5 cm. Đó, số càng lớn sẽ càng dài nha anh em. Rồi cây thứ tư là cây số 16 ly nha. Cây số 16. Đó. Cũng lớn luôn. Đó, cùng một mã nha anh em. Cái mã của nó là XDLRM nha anh em. Đó. Rồi cây 16 này dài là 36 cm nha. Đó, 36 cm. Anh em tha hồ anh em siết luôn nha. Rồi cây cuối cùng là cây số 18 nha, của trong cái túi thứ nhất ha. Trong túi thứ nhất. Đó. Bộ này như mới. Còn cái bộ còn lại thì chút nữa anh em sẽ xem sao và anh em đánh giá nha. Số 18 ly ha. Ừ. Rồi cây 18 này chiều dài nè. Dài là dài 38,5. 38,5. Ừ. Rồi túi số 1 nha anh em. Túi em lên túi số 2. Thì cái mã của nó sẽ để trên này. Đây anh em thấy không? Đây. Nó sẽ có 3 bộ lần nha anh em, nhưng mà hiện tại là em đang có 2 bộ. 2 bộ này gồm có mã là XDLRM705K1 ha. Còn bộ kia là bộ K2 nha. Còn bộ là XDLR705 là bộ đó em cũng có ha. Đó. Rồi, bộ này là bộ túi số 1 đi. Bây giờ em giới thiệu anh em túi số 2 nè. Đây, túi số 2. Túi số 2 á là gồm có 5 cây. 5 cây này là 5 cây số 10, 13, 15, 17 và số 19 nha. Đây là cây số 10 nè. Hồi nãy gói bộ kia là 10. À, 10 ha. Ê, xin lỗi, 11, 12, 14, 16, 18 ha. Đây, bộ này cây số 10 nè. Cây số 10 này là có sử dụng rồi nha anh em. Có sử dụng lướt qua ha. Nó có một ít chỗ nó bị xước xước ha, nhưng mà không đáng kể nha. Không đáng kể. Đầu tự động hoạt động tốt ha. Rồi chiều dài nè. 25,5. 25,5 cm. Rồi cây tiếp theo, đó là cây số 13. Đó, 13 này cũng có sử dụng rồi, nó có xước xước nhẹ nè. Đây mã nè ha. XDLRM13 ha anh em. Đó, đầu tự động ha. Một đầu trồng thường và một đầu trồng tự động ha. Dài 29,5 nha. 29,5. Rồi cây thứ 3 là cây số 15. Snap on you đây. Thẳng không độ nha anh em. Rồi, dài nè. 35. Dài 35 cm nha. Rồi cây thứ tư là cây số 17 ly nha. 17 ly. Bộ này hình như 5 cây này đều có sử dụng hết nha anh em. 5 cây đều có sử dụng hết cho nên là nó có dấu xài, dấu xước ha. Còn cái bộ nãy em giới thiệu anh em là bộ đó còn đẹp chuẩn nha. Đó, xa cả hai bộ nha anh em. Cái này dài 37,5.
37,5. Rồi, cây số 19 là đó là cây cuối cùng trong cái bộ này ha. Đó. Bộ này là bộ K2 nha. Đó. XD L. Anh em vuốt một phát một ha là nó bóng sạch sẽ liền. Đó. Rồi cây 19 này dài 40 cm. Đấy. Hai bộ này nha anh em. Mã số 2. Em bán là bán cả hai bộ nha. Hai bộ này giá 15 triệu nha. 15 triệu chưa sale ha. Đó. Mã số 2, 15 triệu hai bộ nha. Đó, bộ này là giá nó hơi mắc nha anh em. Do thứ nhất là tự động, thứ hai nữa nó là XL nha, chiều dài ha. Rồi, em lên mã số 3 cho anh em nha. Thì mấy đồ snap này chắc chắn sẽ có một số anh em khi thấy giá sẽ bị sốc ha. Vì giá của nó cả tiền triệu không ha. Cho nên là anh em mới chịu khó nha. Anh em chịu khó tìm hiểu thêm nha. Đó. Rồi. Em lên mã số 3. Nguyên một cái combo gồm có 4 cây 3/8 nha. Bộ này là bộ line new ha. Đấy. Nó snap on nè ha. 3/8. Nó nằm trong một cái miếng xốp ha. Nó snap on nè. Dual 80 ha. Technology 3/8. Toàn bộ là 4 cây này là 80 răng nha anh em. Rồi cây ngắn nhất là cây FK80. Cây thứ hai mã là F80. Đó, trên sản phẩm nó để sẵn luôn ha. Cây thứ ba FNL80. Và cây thứ tư là FNL80. 4 cây này đều 80 răng hết. Thiết kế nằm trong một cái miếng xốp như thế này. Thì anh em á, muốn lấy một cây cần ra ha, nó bằng phẳng lắm, anh em rất khó lấy nha. Thì cái cách lấy của nó, anh em nhấn cái ngón trỏ mình ha, lên cái phần đầu thì cái đít này nó sẽ nhổng lên ha. Đó, anh em nhấn đít, nhấn cái đầu ha, đít nhổng lên. Lúc đó nhô cái cán lên và anh em cầm lên ha. Đây. Snap-on USA FK80 ha, đúng với cái mã của nó nha. 80 răng. Bộ này 4 cây 3/8, ngắn dài có đủ ha. Thì anh em sử dụng trong mọi tình huống. Mọi tình huống luôn nha. Rồi cái FK80 này là dài có 10,5 cm thôi nha. Size này là size ngắn nhất luôn ha. 10 hoặc là 10,5 thôi. Đó. Thì anh em lấy cái khăn ra anh em vuốt một cái thôi là nó bóng liền ha. Nó bóng liền. Đó, anh em thấy không? Bóng lưỡng luôn ha. Đó. 80 răng nha anh em. Đảo chiều là đầy đủ ha. Bộ này là bộ line new, em nhắc lại nha. Bộ line new ha. Rồi. Cây thứ hai nè. F80, anh em vẫn nhấn đầu ha, nhấn đầu đít nó rộng lên. Đó, đây F80 ha, USA. Còn chữ snap này nó nằm trên này rồi ha. Đó, 80 răng á, thì nó răng nhuyễn nha anh em. Cái hành trình của anh em khi siết mở con ốc á, ở trong góc hẹp là cực kỳ hữu ích luôn nha. Vì anh em chỉ cần nhích nhẹ thôi là nó sẽ nhảy răng rồi. Thì lúc đó anh em có thể là dùng trong góc hẹp cũng rất là lý tưởng nha. Thiết kế 80 răng. Đó. Còn mà bên hãng mấy cái hãng tôn khác ha. Hoặc là của Nhật đi. Hầu hết là nếu mà nhuyễn lắm thì 72 răng nha anh em. Còn cái công nghệ mà 80 răng này á, thì rất ít hãng mà làm được nha. Cũng có hãng làm được nha anh em. Nhưng mà hãng Snap là đi đầu nha. Đi đầu về 80 răng. Đó. Rồi cây thứ hai này chiều dài 18,5 nha. 18. Rồi cây thứ ba tiếp tục nhấn đầu ha. Đấy. FL80 nha. USA. Anh em thấy cái ký tự nó giống như con số 1 không? Em gợi ý cho anh em nha.
Con số 1 này tức là cái bộ này sản xuất vào năm 2021 nha. 2021. Thuộc dạng đời mới nha anh em. Thì trong cái bảng ký tự của hãng Snap On á, nó có những ký tự đặc biệt nha. Một dãy ký tự là đại diện cho một thập niên ha. Một thập niên gồm 10 năm. Thì mà nó thay đổi theo cái từng thập niên ha. Mỗi thập niên nó sẽ thay đổi cái dòng ký tự. Ví dụ như ký tự của năm 2000 đến 2010 là ký tự khác. 2011 cho đến 2020 là dòng ký tự khác ha. Và qua 2021 cho đến 2029 á, thì mang dòng ký tự khác. Đó, nó rất là hay nha. Nhằm để quan sát biết được cái dòng đời sản phẩm là sản xuất năm nào ha. Cây này là dài 26 cm nha anh em. Cái bằng 8FL 80 này, 80 răng. Đảo chiều đầy đủ hết nha. Rồi, cây cuối cùng. Đây anh em nhổng đầu lên nè ha. Đó, nó sẽ nhô lên nè. Đó. Cái này khá dài nha. Càng dài lực càng lớn nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy không? Đẹp cực kỳ luôn ha. FNL 80 USA. Đấy. Còn chữ Snap-on USA nằm phía trên nè ha. Đó, 80 răng. Cực nhuyễn luôn nha. Rồi cái này là dài 44 cm. Đấy. 44. 44 cm. Nó trồng trong cái hộp giấy luôn nha anh em. Đây, hộp giấy thì anh em sẽ bọc lại ha. Như thế này. Đó. Đây, combo 4 cây này. Combo 4 cây này nó có mã là 204RT01FG 3/8 này. Đấy, anh em sẽ bấm cái mã này ha. Anh em ghi cái chữ Snap-on 204RT01FG thì không cần bấm chữ 3/8 ha. Anh em vẫn tìm hiểu ra nó sẽ hiện giá cái combo 4 cây này cho anh em xem. Anh em sẽ biết được giá trị của hãng bán là bao nhiêu. Và cái sản phẩm này còn khá đẹp, like new như thế, em bán là bao nhiêu ha. Đây. Máy in USA ha anh em. Đó. Chuẩn luôn ha, hàng sách tay. Rồi, mã số 3 nha. Bộ 4 cây 10.500.000. Mã số 3 10.500.000 nha. Đó, giá chưa bao gồm sale 5% nha anh em. Anh em lưu ý giúp em ha. Rồi em lên mã số 4 ha. Mã số 4 là một cây cần 1/2 cán cong. Đây. Đó anh em thấy không, nó cong cong ha. Đó, thiết kế là cong như vậy nhưng vậy là ai xài mà nó bị cong nha anh em. Đây. Snap on. Mã của cái này nè. SBF 80A. Đấy, 80 là cái bánh cốc ha, bánh răng của nó. Đầu gật gù, góc 90 độ nha anh em. Đây. Đó. Đảo chiều nè. Cây này là cây xài lướt nha anh em. Cái 1/2 này là cây xài lướt nha. Đó. Nó cán cong như thế này ha. Rất có lực nha anh em. Và cầm rất là nặng tay nha. Cũng chất hàng Mỹ luôn ha. Đó. Rồi. Cây 1/2 này. Dài đến cán là 43,5 nè. 43,5 cm ha. Mấy cái mã này là đều có chế độ bảo hành trọn đời hết nha anh em. Anh em lưu ý ha. Xài gãy đi anh em. Anh em xài gãy em đổi cho anh em ha. Đó. Rồi, mã số 4 nha. Dám để cây mã 4 này là 5.7 triệu nha. Mã số 4 5.700.000. Đấy. Rồi, trước màn hình anh em là một cây cần dài thiệt dài luôn nha.
Cây này là cây mới 100% nha anh em. Mới 100%. Cán là cán cao su ha, snap on nè. Mã là FHLNX80 USA. Đó. Còn giữ snap on USA nằm góc trên này ha. Và cái này là cây đề mới nha anh em. Đây anh em thấy con số 2 không? Hồi nãy anh em thấy cây số 1 ha. Bây giờ này số 2. Tức là cây này sản xuất vào năm 2022 nha. Đây là mẫu mới của hãng Snap-on nha anh em. Cây này ở trên website của hãng Snap-on chưa có đưa cái sản phẩm này lên cái danh mục mua bán ha. Đó, cái cần gạt nó có hai hình ổ khóa, một cái đóng và một cái mở ha. Cái cần gạt này á, chất liệu của nó là titan nha anh em. Chất liệu cái cần gạt này bằng titan ha. Đó. Mới 100%. Đó, bánh răng anh em nghe rất nhuyễn không? Đảo chiều nè. Hiện tại bây giờ á, chức năng gật gù không có ha, là do đang gạt về cái ổ khóa này nè. Bây giờ anh em muốn sử dụng gật gù á, anh em gạt về cái ổ khóa mở ra. Cứng dữ ta. Rồi, đây. Đó. Thì lúc này nó sẽ gật gù lên xuống ha. Đó. Rất nhuyễn nha anh em. Anh em đưa lên tới này mà nó còn không có bị di chuyển nữa ha. Đó, nó bám cực tốt ha. Đó, anh em đẩy lên nè. Lóc lại nè. Đó, lóc lại ha. Anh em mở ra nè. Đấy. Rất dễ dính dấu tay nha. Do cái bao tay này của em review đồ nhiều quá bóc. Đó, dính ha. Anh em lao lên ha. Bóng lưỡng luôn ha. Rất bóng. Hàng mới 100% nha anh em. Mới 100%. Và cái cây này á, em dám cá luôn là ở Việt Nam này chưa có shop nào dám bán nha anh em. Chưa shop nào nhập được cây này về bán nha. Cây này nè. Rồi chiều dài 50,5 nha. Đó, dài nửa mét nha anh em. Cái này dài nửa mét, đầu 3/8 nha. Em nhắc lại, đầu này là đầu 3/8, không phải đầu 1/2 nha. Đó, 3/8, dài nửa mét. Đấy. Rồi, mã số 5 nha. Dám để cây này, 5,5 triệu nha anh em. Hàng mới 100%. Đó. Rồi, tiếp theo là mã số 6 ha. Là một cây 1/4. Đây, anh em nhìn. Đó, cái cán này nó xoay nha anh em. Xoay 360 ha. Anh em cầm ngay phần cán này. Đó. Cái thiết kế này là dành thao tác nhanh nha. Thao tác nhanh. Đầu 1/4, snap on giữa này ha. Mã của cây 1/4 này nè. TSLF72 USA. Ở cái hình logo của nó phía sau là hình viên kim cương. Viên kim cương này thì em không biết là sản xuất năm nào nha. Vì cái bản ký tự năm sản xuất của hãng Snap đó, em cũng chưa có nắm hết nha anh em. Cho nên em cũng không có thông tin cho anh em cái cây này sản xuất năm nào nha. Nhưng mà cây này là cây Line New nha. Đây là cây Line New nha anh em. Đây. Đó. Đầu gật gù ha. Đó, gật gù góc 90 độ nha. Đấy. Cán cũng cong giống như cái cây 1/2 lúc nãy ha nè. Nhưng mà cái phần cán này là phần cán sống ha. Đó, nó xoay. Đầu là bánh răng là 72 bánh răng nha. Đó. 1/4 là 72 bánh răng hết nha anh em. Chỉ có 3/8 với 1/2 trở lên là 80 răng thôi nha. Đó. Rất dễ thương nha. Rồi chiều dài cái 1/4 này 28 cm. Mã số 6 nha. 3,500,000 nha anh em. Mã số 6 3,5 triệu ha. Đấy. Rồi, tiếp theo đó là mã số 7 nha. Mã số 7 thì còn nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như thế này.
anh em thông cảm em không có xé ra em review chi tiết cho anh em được nha. Đây, bộ này là bộ 1/4, mã của nó là 112 RTSMA. Đó, size 1/4. Đầu khẩu là từ số 5 cho đến số 13 ly nha. Bộ này là bộ chuyên góc hẹp nha anh em. Đấy, chuyên góc hẹp ha. Ở trên cái hộp nó có để số nè, 13 nè, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5.5, số 5. Đấy, anh em nhìn nghiêng anh em cũng thấy nè ha. Những đầu này là những đầu khẩu nè. Còn cái đầu này là cái đầu nó sẽ kết nối với cái đầu cây cần. Và cái đầu còn lại nó sẽ đưa anh em gắn cái mũi vít chân lục giác 6.35 ly nha. Đó, snap on vô này. Rồi, em thông tin thêm phía sau á, là cái cần á, nó có 72 răng nè, anh em thấy không? 7 true thức nè ha. Đó, 72 răng ha. Đầu khẩu nè. Đó, chi tiết ha. Rồi, cái độ dày khi anh em gắn khẩu vào á, thì cái độ dày của nó nè là 14.22 ly, up to 43%. Tức là cái bộ này nó sẽ mỏng ha. Nó mỏng được 43% so với lại cái cần bình thường hay sao á. So với cái cần khác nha anh em. Còn của cần của Snap-on nó thiết kế đó như thế ha. Thì anh em mua về anh em tìm hiểu thêm nha. Đó, made in USA nè. Đó, made in USA. Mã nha. Đây, anh em lưu ý cái mã này nha. Đó, 112 RTSMA nha. Rồi, bộ này em không có tháo ra cho nên làm review bên ngoài thôi. Mã số 7, bộ này em để giá 5.2 nha. Đó, anh em tìm hiểu kỹ nha. Rồi, mã số 8 nha. Tiếp tục lại là một bộ nguyên đai nguyên kiện nữa nha anh em. Bộ này là bộ khẩu 1/2 nha. Đây, từ số 10. Số 10 ngay vị trí này nè. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ha. Gồm có tất cả là 10 đầu khẩu nha anh em. 10 đầu khẩu. Bộ này có mã là 310TWMIA. Đây, khẩu nè, từ 10 đến 19 ha, loại 6 cạnh nha. Đôi 1/2. Đó. Phía sau nè. Còn nguyên đai nguyên kiện em không có xé ra review được, mong anh em thông cảm bỏ qua nha. Đâu rồi, chữ máy in USA đâu rồi, đây. Đó, máy in USA ha anh em. Bộ này sản xuất 2011 nè. Đấy, 2011 nha anh em. Snap-on nè, Incorporated 2011 ha. 2011 là cái bộ này nó nằm trong hộp này là được 13 năm rồi ha. Nó nằm trong hộp giữ nguyên vị trí 13 năm rồi á. Mới 100%. Bộ này có hộp này là tổng cái hộp dài 26.5 nha anh em. 26.5. Bộ này là bộ size ngắn ha. Size ngắn, size 1/2. Mã số 8 ha. Giá nêu nha anh em. Giá là 5.500.000 ha. Giá chưa bao gồm sale 5% nha. Rồi. Mã số 9, nguyên một bộ size dài nằm trong khay như thế này. Gồm số 12 nha anh em. Snap-on họ sản xuất nó hơi khác biệt với lại các hãng khác nha. Set á là nó sản xuất như thế này nha. Nó không có số 10 mà số 11 nha anh em. 12 nè ha, trên hộp nó để sẵn rồi 12. Dài qua bên đây luôn là tới số 24. Đó, 3, 6, 9, 13 khẩu luôn ha. 13 khẩu, 3, 6, 9, 13 khẩu. Rồi, khẩu này là khẩu số 10. Ê, xin lỗi, mã khẩu số 12 ly nha. Bộ này mã của nó là XSM12B USA. Đấy, anh em thấy cái logo cái bên không? À, cái móc nó tròn tròn hình bán nguyệt ha. Không rõ là năm nào cái này em chưa có nắm hết nha. Nhớ không nổi anh em ơi. Rồi, chiều dài cái khẩu này á là tụi nó dài chung nhau hết đó. Tầm 8cm nha anh em. Hơn 8cm chút xíu ha. Rồi, khẩu thứ hai là khẩu số 13 ly.
SM13A. Đó. 13A. Đó, đầu khẩu 12 cành nha anh em. 12 cành ha. Liên khẩu 14 này là bị lai nè. Đó, khẩu 14 bị lai nha anh em. TSM14. Đó, USA. Bộ này hình như sản xuất 2015 hay sao nè, cái đầu khẩu 14 này. Đầu khẩu 14 này 6 cành nha anh em. Nó cũng là xây dài nhưng mà 6 cành ha. Rồi con tiếp theo là số 15, SM15A ha. SM15A. 16. SM16 ha. Đó, USA. 17. SM17 ha. 18. SM18 ha. 19. SM19 ha nè. Số 20. SM20 ha. Rồi 21. SM21. Anh em lưu ý nha, mấy cái sản phẩm là em bán hầu hết là hệ mét nha, hệ in em ít bán lắm nha anh em. Không phải Mỹ là họ xài hệ in rồi họ chỉ sản xuất hệ in để bán nha, không phải nha anh em. Họ sản xuất hệ mét, hệ in đầy đủ nha. Mét này là in gì có hết, anh em có cần cái gì là cũng có hết nha. Snap on 23 ly nè ha, SM23. Đuôi là 1/2. Bộ này là bộ xài rồi, bộ đã qua sử dụng rồi nha. Để anh em nhắc lại á, là tuy là hàng đã qua sử dụng nha, nhưng mà vẫn còn chế độ bảo hành trọn đời nha anh em. Trọn đời là ở đây á, tức là anh em sẽ bắn bể cái đầu khẩu này đi ha. Anh em bắn bể đi không cần biết. Miễn sao anh em đưa gửi về em là còn hai khúc ha, ví dụ gãy làm đôi đi thì hai khúc anh em gửi về thì em sẽ có trách nhiệm gửi về Mỹ bảo hành cho anh em. À, mang cái đầu khẩu số 24 này về mới 100% đưa cho anh em ha. Đó. Rồi mã số 9 nha. Gồm có tất cả là 13 đầu khẩu từ số 12 cho đến số 19 ha. Thì trong đó sẽ có số 14 là bị lai ha. Đó, lai là lai 6 cạnh, còn nhật lại những cái đầu kia là 12 cạnh hết nha. Đó. Mã số 9, giá em để bộ này 6.8 nha. Mã số 9 6.8 nha anh em. Rồi, bây giờ em sẽ lên mấy cây kèm ha. Mã số 10 nha. Rồi. Mã số 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 đều là những cây mới 100%. Chỉ có mã số 13 là cây xài lướt nha anh em. Rồi, mới 100%. Đây là một cây kìm cắt. Đó, mã của nó là 86ACF. Đó, snap on nè. Anh em thấy con số 1 kế bên không? Là tức là cây này sản xuất vào 2021 nha. Vì đây là những cái cây kìm mình yêu. Ông anh ở bên Mỹ ông nhập về ha. Đó, là hàng new nha anh em. Đây. Logo của hãng snap on bên tay trái và bên tay phải là chữ USA. Mặt trước và mặt sau đều có hai cái logo hai bên ha. Đó, mới nè. Cái kìm mới anh em nhìn ở trên phần thép của nó sẽ có một cái phần lưỡi nó sẽ tôi lại ha. Nó tôi cái lớp thép. Nó khác với những cái phần xung quanh ha. Nó kiểu gia cố cái lưỡi cắt giúp cho cái lưỡi cắt nó cực kỳ bén ha. Bén và nó có cái độ bền cực kỳ cao nha anh em. Đó. Thì có nhiều anh em chuộng những cái dòng kìm của Đức ha. Còn của Snap-on, kìm điện của Snap-on thì nó có cái thế mạnh riêng của nó ha. Đó, hàng mới 100%, anh em hoàn toàn yên tâm nha. Nhưng mà hôm nay em làm chương trình ha, em sale 5%. Đó, thì anh em cảm thấy giá nó ổn thì anh em ủng hộ em nha. Dài cái này là 16cm nha. 16cm. Em luôn luôn đọc mã nha anh em, mã nó sẽ khác nhau hết nha. Cây 86ACF nè.
Mã số 10 ha. Giá 1.400.000 nha anh em. 1.400.000 anh em sale 5% nha, thì nó cũng đáng kể phần nào ha. Rồi. Mã số 11. Mã 11 cái mã của nó sẽ là 87 ACF ha. Đó. Vẫn logo S và chữ USA hai bên. Đó. Cán màu đỏ. Đó, cán nhún nha anh em. Đây nó dính cái mực giá ha nè. Cái tem giá em dán lên ha, nó bị lan cái mực qua, không ảnh hưởng gì hết nha. Em cam kết với anh em đó, đây là hàng mới 100% nha, không phải hàng đã qua sử dụng ha. Đây, nó có một cái nhược của những cái kìm cắt của Snap-on nè. Do là hàng mới 100% ha. Cho nên khi anh em thao tác mở ra như thế này ha, mở ra khép vào á thì nó hơi khích nha, nó hơi bót ha anh em. Nó hơi bót ha, là do kìm mới nha. Kìm mới chưa sử dụng á, cho nên là nó hơi bót nha. Anh em xài một thời gian á, nó sẽ mềm ra ha. À, thao tác nó sẽ nhẹ tay hơn. Đó. Dài cái này là 18.5. 18.5 nha. Mã số 11. Giá 1.600.000 50k. Đó. Mã 10, mã 11 nó nhỉnh nhau chút xíu ha. Rồi. Mã số 12. Tiếp tục lên một cây kìm cắt cho anh em. Nhưng cây kìm cắt này á là cái phần lưỡi của nó sẽ có một cái độ chấp nghiêng lên phía trên như thế này ha. Đó, thì khi anh em cắt dây điện ha, anh em sẽ đưa cái thế kìm lên. Hoặc anh em có thể bẫy nhổ đinh ha. Đó, anh em bẫy nhổ đinh. Đó. Rồi cây này nó có mã là 388 ACF ha. Con số 2 kế bên nè, anh em thấy không? Là sản xuất vào 2022 nha. 2022. Đây cái phần lưỡi nó tồi nè. Anh em để ý cây kìm nào của Snap-on cũng như vậy ha. Đó. Lưỡi. Đó, anh em thấy phần lưỡi không? Rồi chiều dài ha. 21cm nha anh em. Mã 12. Giá là 1.850.000 nha. Đó anh em ưng ý cái size nào ha? Size 16, size 18.5 hay size 21 á thì cảm thấy ổn á, đúng với nhu cầu của mình thì anh em liên hệ em nha. Giá chưa bao gồm là sale 5% nha. Rồi em lên mã số 13. Cái mã số 13 này trước là hình như em có 3 cây nha. Nhưng mà em bán 2 cây rồi còn một cây duy nhất nha anh em. Cái này có cái mã là 97 ACF ha. Con số 1 kế bên nè, anh em thấy không? Sản xuất 2021 nha. Cái này là cây line new nha anh em, xài lướt line new. Anh em nhìn vào cái phần răng và anh em đánh giá cây kềm ha. Đó. Đây. Răng cỏ là còn nguyên ha. Giống như mới chưa xài nha anh em. Đó. Logo hai bên ha, chữ S, chữ USA. Bên này cũng vậy luôn ha, cán nguyên vẹn. Em quay chậm thật chậm cho anh em quan sát kỹ cái kềm ha. Đó. Đó. Rồi. Cái mỏ nhọn này dài 23 nè. Đó. Dài 23 nha. Mã 13. Giá 1.300.000 nha anh em. 1.300.000 ha. Đó. Rồi, mã số 14. Lại là cây mỏ nhọn luôn ha, nhưng mà kiểu dáng nó khác nha anh em. Nó khác ha. Cây này có mã là 908 CF nha. Con số 2 kế bên là sản xuất vào 2022 nha. 908 CF ha. Đó, mỏ nhọn. Đây, logo hãng nè. USA và chữ S ha. Bên đây cũng vậy. Đó. Đây anh em nhìn nha. Mới 100% nha anh em. Mã số 14, 15, 16 hàng này là mỏ nhọn hết, là hàng new nha. Đó. Đây anh em thấy cái thiết kế nó mỏng mỏng ha. Anh em đưa góc hẹp là hết bài luôn nha. Y bài luôn ha.
dài 22 sen nha anh em, 22 sen ha, hàng new 100% nha, mã 14 ha, giá 1.700.000 nha, mã 14. Rồi mã 15 tiếp tục là một cây mỏ nhọn ha, nhưng mà mỏ nhọn này là mỏ nhọn dẹp như thế này nha anh em. Cây này có mã là 609 CF, sản xuất 2022 nha. Đó. Nó cũng mỏng mỏng như thế ha. Đây cái ngàm rồi. Chiều dài 24 cm nha anh em. Dài 24. Rồi. Mã số 15 nha. Giá là 1.750.000 nha. Giá chưa bao gồm đã sale 5% ha anh em. Rồi. Mã số 16 là một cây mỏ nhọn dài thiệt dài luôn nha. Đó. Cây này có mã là 911 ACF và cây này cũng sản xuất vào năm 2022 luôn nha. Đó. Đó. Đây. Chỉ có phần mũi là nó có răng ha anh em. Phần mũi. Đó, rất là dài nha anh em. Rồi. Cây mỏ nhọn này dài 28,5. Dài 28,5 cm đây nha. Mã số 16 ha. Dám để cây này là 1.800.000 nha anh em. Mã 16 1.800.000 ha. Thì anh em có thể dò cái mã của trên từng cái kèm lên trên Google ha. Thì Google nó sẽ đưa cho anh em cái đường link ở trên shop store của Snap-on ha. Thì những cây này á, anh em thấy em báo giá không, nó chênh lệch nhau 50k 100k thôi ha. Thì ở trên website nó cũng vậy, nó chỉ chênh lệch là vài đô thôi nha, 2-3 đô, 1-2 đô gì đó. Cho nên là ở ngoài thì em bán cũng như vậy luôn ha. Nhưng mà em chắc chắn với anh em 100% là cái giá em đang để cho anh em á sẽ rẻ rất là nhiều so với lại giá quét ha. Vì giá quét á, anh em phải mặc định cộng thêm tiền ship là một, thứ hai nữa là 10% phí tiếp, 10% thuế nha, 10% thuế và hai cái phí ship, thứ nhất là ship Mỹ, thứ hai là ship Việt Nam ha. Cho nên là anh em cứ tìm hiểu thoải mái nha. Rồi mã tiếp theo, mã số 17 là một cây kìm đa năng nha. Đây là một cây kìm đa năng của Snap-on, nó sẽ có chức năng là bấm code nè, kẹp dây điện nè và tuốt dây. Mã của cây này là BWC SS7 ACF. Đây anh em thấy phía dưới chữ UNA nó có con số 2 không? Vẫn là sản xuất vào năm 2022 nha. Đó, ở Việt Nam có một cái trang web họ bán cũng Snap-on, cũng có bán cây này. Nhưng mà cái cây của cây đó là cây nó có cái mã là BWC SS7 ACF. Còn ở đây em có hai con chữ S nha anh em. Cây kia nó có 5 lỗ, còn cây của em nó có đến 6 lỗ nha. Đó, anh em thấy kìm nó giống nhưng mà nó khác mã. Là nó sẽ khác một cái bộ phận gì đó trên phần thân cây kìm nha. Cây này là cây đời mới ha. Còn cây mà 5 lỗ tuốt là cây dòng đời cũ rồi nha. Đó. Mới 100% nha anh em. Hàng không phải hàng qua sử dụng ha. Đây. Này nó bấm đồ cốt nè. Phần mũi là dùng để kẹp dây điện ha. Vị trí ngay vị trí này là vị trí dùng để cắt dây điện ha. Đó, cắt dây điện nè, bấm code kẹp dây điện nè và tuốt dây điện ha. Đó, logo của hãng nè, chữ USA nè ha. Đó, cỡ dây thì nó ghi như thế này nha anh em. Này là cỡ dây của hình như thông số là AWG nha.
Còn quy đổi qua cái hệ mili là cái số của nó khác nha anh em. Cái này em cũng không rành mấy ha, không mà anh em thông cảm nha. Rồi chiều dài cái kềm này là 17 cm nha, 17 cm. Đây cái mã của nó, anh em lưu ý cái mã này ha. Đó, rồi mã số 17 nha. Dám để cái này là 1,7 triệu nha nè. Giá chưa gồm đã sale 5% ha. Rồi em lên mã số 18. Mã số 18 gồm có nguyên một bộ vít luôn, nằm trong hộp, mới chưa xài nha. Nguyên đai nguyên kiện luôn ha, nguyên siêu luôn như thế này. Gồm có tất cả là 12 cây nha. Bên này là từ trên dưới 6 cây, và bên đây từ trên dưới 6 cây. Đấy, đây snap on nè ha. Đây 12 BC ha anh em, short grip combination. Mã của cái bộ này là SGD XW120BMB. Đấy anh em lưu ý cái mã này anh em để tìm hiểu thêm ha. Gồm có là 4 cây cộng, 4 cây trừ và 4 cây qua thị nè. Đấy, trong cái set này là chi tiết như thế nào nó thể hiện rõ rồi ha. Ở mặt này thì cũng vậy thôi, không có khui ra review được thì anh em cũng thông cảm nha. Đây phía trên này là cái mũi dẹp nè, cái mũi ba ke nè, hoa thị nè, dẹp nè, ba ke nè, hoa thị nè. Rồi tiếp theo bên đây, cái này dẹp nè ha, cái này cái ba ke, dẹp nè, ba ke nè, hoa thị nè, và cây hoa thị bên đây. Đấy anh em thấy không, nguyên một set này, cái hộp của nó to lắm nha anh em. Chiều dài của cái hộp này là 49 cm lần nha, còn chiều rộng của cái hộp là 29-30 nha, 29-30 cm ha. Gồm có 12 cây chung một set như thế này thì giá cũng khiếp lắm nha anh em. Đó, mã 18 nha, bộ này 7,8 triệu nha anh em. À, mã 18 7,8 triệu. Rồi mã 19, mã 19 em còn sót lại mấy cây, mấy cây vít nha anh em. Mã số 18, ê sao mã số 19, 20 và số 21 nha. Cái này là mấy cái vít này vít lẻ, em nhập về em bán lẻ nha. Thì mấy cái này là mấy cây hàng nêu nha anh em, hàng nêu. Đây nô 2 nè, là có nghĩa là đầu của nó là đầu BH2 nha anh em, với 100% ha. Đây mã của nó là SGDP421RB nha. Đó, US ha. Phần này là phần nó có lục giác 6 cạnh giúp cho anh em cầm cây cờ lê mỏ lết trợ lực thêm nha. Đó, mũi mới chưa xài nha, mũi nó có khía anh em thấy không, khía ngang á là chống trượt ốc nha. Rồi chiều dài cái ba ke này 22 cm nha, giá là 400 nha anh em. Này là em sale chơi cho anh em, giá này không có giá sale nha anh em. Mã 19, 20, 21 và số 22 là không có sale 5% nha, giá sau là bán vậy ha anh em. Mã 19. Rồi mã 20 nè, mã 20 là mũi dẹp ha. Đó, snap on, cán là cán cao su cứng nha anh em. Đầu mũi dẹp là đầu mũi 1/4, mã là SHD4. Đây 1/4 nè, đầu 1/4 á là cái đầu dẹp này nó có kích thước là 6.35 ly nha. Đây cái mũi dẹp nè, dẹp này là dẹp 6.35 ly nha anh em, 6 ly 3. Đó, gọi là 6 ly 3 ha, mới 100% nha. Cái này chiều dài 22 cm, dài bằng cây ba ke luôn ha. Rồi mã 20 nha, giá 400 luôn nha anh em, 400 luôn. Rồi mã 21 là cây mũi dẹp này ha. Đó, snap on, đầu 3/8 ha, mũi dẹp 3/8. 3/8 là đầu 9 ly rưỡi nha anh em. Đây anh em thấy số 3/8 không, 9 ly rưỡi ha. Thì cây này mã của nó là SHD D8 nha anh em, SHD8 ha. Đó, US nè, cạnh lục giác ha. Đó, mũi dẹp 9 ly rưỡi lần nha,
hơi to ha anh em. Cái này hơi to thì nó cũng dài lắm nha. Đấy, dài tới 34 cm lần nha. Dài đến 34 lần ha. Rồi mã 21 nha, em review nhanh mấy cái này do hàng mới ha. Giá cái này 500 nha anh em. Máy này là còn có 3 cây như thế này là em hết rồi nha. Bữa em về được 8 cây. 8 cây em còn sót lại đúng 3 cây này ha. 19, 20, 21 ha anh em. Anh em quan sát kỹ nha. Đó. Giá này không sale nha anh em, vì giá này là quá rẻ rồi nha. Rồi, em lên mã số 22. Là mã cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Mã 22 này á là một cây bắn vít, vít gập nha. Đây là của một bà chị, bà xách tay về nha anh em. Bà bây giờ bà đi rồi, bây giờ Mỹ lại ha. Bà xách tay về, bà cho ông anh, ông anh nhờ em thanh lý giùm ổng ha. Đó, thì đây là cây bắn vít mà cây này nó có chức năng gập nha anh em. Nó gập chữ L ha, thương hiệu Ryobi nha. Ryobi, mã của cái cây này là HB44L. Đó, pin của nó là lithium ha. Ryobi 3G nè, cây này là bảo hành 3 năm nè ha. Số điện thoại US là của Mỹ nè, số điện thoại của Canada nè. Hàng này là hàng sách tay, không phải Ryobi ở Việt Nam mình nha anh em. Đó, hàng quốc tế thì nó có mấy thứ tiếng lần ha. Thứ nhất là góc bên đây Wistone nè, có chức năng là đây, anh em thấy không? Nó gập thẳng ha, thẳng và chữ L nè. Nó dạng súng ha. Bên đây chữ tiếng Anh nè, còn bên đây là tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha ha. Nó sẽ kèm có mấy thứ tiếng lần nha. Đi kèm với lại cái vít gập này sẽ có hai cái mũi vít chân lục giác 6.35 ly, gồm có một mũi dẹp và một mũi BH2. Đấy. Rồi, hai mũi này em chút nữa em sẽ nói sao cho anh em ha, để thích sao cho anh em. Đây. Cái này công suất 4V nha anh em. Vòng tua của nó là từ 200, nó có hai cấp nha anh em. Cấp 200 vòng trên phút và cấp 600 vòng trên phút ha. Đó, no load speed nè ha, không tải nha, tốc độ không tải ha. Đó. Rồi, chân đầu của nó sẽ gắn chân lục giác là 1/4 inch nè. Là đầu 6.35 ly ha. 6.35 ly. Chu finger này ha. Anh em thấy không? Chu finger có nghĩa là nó sẽ có hai cái cấp ha. Hai cấp trượt nha. Đây. Battery nè. Đó. Internal là 4V ha, 4V nha anh em. Mã nè. Đó. HBL VN 44L VN nè. Đó. Có làm sao thì em đọc ở trên đây cho anh em ha. Bộ này nó có tải trọng là 0.5 pound. Nó nặng 0.5 pound, nó không có ghi ký ha. Ba thứ tiếng nó mô tả ba thứ tiếng nha anh em. Đây Ryobi USA nè. Bộ này là chưa có khui gì hết nha anh em. Nó còn nằm trong cái dĩ như thế này luôn ha. Chưa khui luôn nha. Đó thì anh em nào mà chốt bộ này á, thì anh em về anh em khui ra anh em xài ha. Cái này là không có mở ra được nha anh em. Đây nó có hô tả hình cái kéo nè, phải cắt mấy cái cạnh này ha. Thì mới mở ra được nha. Em không có mở ra được cho nên là không có cầm thực tế em review cho anh em nha. Bà chị bảo mới xách tay về chưa được nửa tháng nha anh em. Rồi phía dưới này. Ở đây anh em sẽ thấy được hai cái dòng là máy in Việt Nam và máy in China ha. Real River nè. Là cái mũi vít này nè. Đấy. Còn phía dưới nè. Truck nè. And pick nè. Bits. Máy in China. Có nghĩa là cục sạc phía trong nè. Đấy. Và thêm cái đầu bit gì đó. Là của hàng Trung Quốc ha. Còn cái phần thân này là Mexico nha anh em. Đây góc phía trên nè. Mexico nè. Đấy. Đó. Rõ ràng nha anh em. Em bán không có mập mờ hay là giấu giếm anh em cái gì ha. Có sao nói vậy nha. Đây cái mã vạch của nó cũng khác nè ha. Mã vạch nè 033287 nè ha. Đó anh em nhìn vào cái mã vạch, anh em nào mà rành về mã vạch á, anh em nhìn là cũng biết là hàng sắp tay bên kia về chứ không phải là hàng ở đây ha. Đó chưa khui nè. Đó, chân lục giác 6.35 ly nha anh em. Cái này sử dụng pin sạc nha anh em. Hình như là cái này là như sạc đâu ở trên website nó có công bố nha anh em. Anh em dò cái mã này nè. HB44L này trên website nó có để ha. Sạc bao lâu á là anh em sử dụng được nha.
mới 100%. Ok, vít gập thì cái này anh em sử dụng mở mấy cái con ốc nhỏ nhỏ ha, ốc tủ nè, hoặc là anh em mở góc hẹp cũng rất là ngon nha, vì cái thiết kế của nó nhỏ gọn ha, nhỏ gọn. Đây mấy cái nút của nó nè, cái nút này là nút thao tác là hai cấp ha, cấp 1 và cấp 2. Còn cái nút này là nút anh em sẽ khởi động máy ha, chạy máy. Còn cái nút này là cái nút sẽ gập lên gập xuống nè, gập thẳng hoặc là cho nó thành chữ L ha. Đó, hàng mới nha anh em, mã số 22, giá 650k. Đấy, một cái bắn vít 4V của Ryobi, giá 650k. Thì 650k này quy đổi ra đô thì tầm cỡ hơn 20 đô xíu thôi nha anh em, hơn 20 đô này ha. Đó, quá rẻ ha. Rồi, chân thành cảm ơn em nhín chút thời gian theo dõi clip của em ha. Đồ bãi hiện tại bây giờ đang ít quá cho nên là em lôi đồ Mỹ ra em bán, em review cho anh em ha. Thì anh em nào cảm thấy giá nó sốc quá thì anh em có thể lướt bỏ qua nha. Còn anh em ưng ý món hàng nào, vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0937 009 112, hoặc liên hệ cho em qua Facebook Tony Nguyễn ha. Số điện thoại cũng có Zalo, anh em cần trao đổi bất cứ món hàng nào liên hệ qua số Zalo này giúp em nha. Cảm ơn em rất là nhiều ha. Rồi hẹn lại gặp lại anh em vào cuối tuần này ha. Em cố gắng sắp xếp và săn đồ, anh lên đồ là giới thiệu đồ bãi cho anh em lại ha. Rồi, tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em vào clip sau. Cảm ơn anh em đã xem clip của em. Tạm biệt anh em nha.